gì đôi ta đâu. Và anh em đang cân chỉnh những chiếc máy lưng tiếng gửi đi cho các bác đấy ạ. Những chiếc máy lưng tiếng cho ra cái chất âm rất là hay ở tiếng nhạc, và lời ca của nó rất là hay. Các bác cảm nhận khi không có máy lưng tiếng, âm thanh nó không được sáng, không được nét. Và khi có máy lưng tiếng, đời bé vì sao thế anh, chắc một mình anh yêu. Những chiếc máy lưng tiếng để kết hợp với những chiếc vang số chỉnh tay, những chiếc vang cơ các bác sử dụng ở những bộ sản phẩm karaoke gia đình. Em khẳng định rằng là những chiếc máy lưng tiếng cao cấp chất lượng này, nó sẽ thay đổi hoàn toàn chất âm bộ sản phẩm của các bác. Em giới thiệu toàn thể các bác là những chiếc máy lưng tiếng có giá là 2.050.000 đồng, đúng không ạ? Mọi người xem em gửi đi cho các bác 2.050.000 đồng, đúng không ạ? Những sản phẩm nhỏ các bác có thể cọc hoặc không cọc, em đều gửi cho toàn thể các bác những chiếc lưng Pareo vang GD cộng lưng Pareo, lưng Pareo đúng không ạ? Đẩy PS4008 lưng Pareo. Còn đây đơn em vẫn gửi cho toàn thể các bác trước quản lý nguồn Alley, đúng không ạ? Rất là cảm ơn mọi người quý mến ủng hộ suốt hầm CAF. Loa B3X15i hàng mới xịn, quản lý nguồn Alley, quản lý nguồn Alley, súp giờ thêm bếp đẩy Alley keo đó. Hai bốn năm. Em báo cáo luôn toàn thể các bác, đây là chốt đơn trong buổi sáng ngày hôm nay các bác nhé. Trong buổi sáng ngày hôm nay là buổi sáng thứ 5 ngày 11 tháng 3 năm 2021. Còn buổi chiều bác lắng nào, các bác khách nào chốt đơn thì alo cho em, alo giúp cho em nhé. Em sẽ gửi hàng với những đôi loa, đúng không ạ, với những chiếc đẩy. Đây các bác nhìn anh em sắp đồ, đúng không ạ, những chiếc đẩy PS mới tinh, đúng không ạ, những chiếc đẩy Alley mới tinh, những chiếc máy lương tiếng. Đấy, những chiếc quản lý nguồn. Quản lý nguồn này giá 1.7 triệu các bác nhá. Rất nhiều các bác quý mến tin tưởng chuyển hết tiền luôn. Đây những chiếc quản lý nguồn này rất là có tác dụng trong những bộ sản phẩm karaoke. Những sản phẩm mà chúng em đã báo giá để các bác tham khảo. Còn để có được cái giá tốt như thế nào, hay là chương trình khuyến mại ra sao, thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp cho em nhá, để cho em tư vấn và sẽ báo giá cụ thể và có những cái giá tốt nhất cho các bác mọi người. Cảm ơn các mọi người đã quý mến ủng hộ. Các bác nghe tiếp những đôi loa X. Vâng ạ, hộp đây, hộp xốp đây. Máy lưng tiếng hát Pareo, mã số là AC2020XS, giá là 2.050.000. Vang GD giá 3.200.000, sắp tới nó lên giá một chút. Quản lý nguồn giá 1.700.000. Đẩy Alley giá 9.500.000. Đẩy PS giá 8.800.000. Những đôi loa B3X15X12 mới luôn luôn được các bác quý mến lựa chọn. Ok ạ, xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác mọi người ở một clip tiếp theo nhé. Em đang sử dụng đây là chiếc đẩy Alley đúng không ạ? Mọi người nghe này, 1.000W một kênh. Mạch class AB rất bền, lưng cấp sang hát tiếng rất sáng, đúng không ạ? Hội tụ được hai yếu tố bền và tiếng sáng. Công suất thì khỏe rồi, đủ 1.000W. Em sẽ đo trong buổi chiều ngày hôm nay, nếu thiếu watt em sẽ đền tiền thôi này các bác. Thử xem nó thiếu hay nó đủ.
Còn em tin chắc những dòng này nó chỉ có đủ trở lên thôi, không thiếu được. Vâng ạ. Bao chất. Ok, em vừa tắt lưng. Xin chào các bác nhá. Các bác có nhu cầu mua sắm thì liên hệ cho em. Em giao hàng toàn quốc. Hẹn gặp lại các bác và mọi người ở một clip tiếp theo ạ.